Hello, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đã xịt chiếc rìu hôm trước mình đã làm cho tất cả các bạn xem là rìu này rìu hộp 3D 2m. Đấy, thì mình đã xịt cho nó màu đen này các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ thả, hôm nay nhìn nhiều rìu chứ mình thả quá. Gió được cái hôm nay gió to ấy. Hôm nay mình sẽ thả luôn, mời các bạn cùng nó xem nhé. Let's go. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả chiếc rìu siêu to khổng lồ nhá. Mình mới xịt cho một cái màu đen này này. Điều mình táp lại nên cao hẳn các bạn ạ. Ôi trời ơi, nhìn thế là nó to hơn người các bạn nhé. Wow. Ôi trời ơi. Ôi các bạn ơi. Ơi mẹ em luôn rồi. Còn đây là giờ mình sẽ thả lại nhá. Vừa xong yếu gió quá nên là nó cụp sang một bên. Kéo lại phát nữa nha. Ui các bạn ơi, ui ta cái khung mà nhìn nó chắc quá.
cứng đờ cái điều nào. Ui, đang xoay sao ấy. Qua nhìn đâu. Đây cái này mày cầm thử nào. Chú quay em nhá. Phải cầm được không? Điều rồi. Cầm thử nhá, nặng không? Nặng không? Nặng đúng không? Thì rất là cao các bạn ạ. Ở xô sơn ở ngoài kia mình còn rất là nhiều cây. Kéo được không? Đây đây, cầm để chú, để chú. Khủng hơn kiểu là mình táp cái khung loại chè tà cứng đét rồi đấy. Hôm nay gió to này là mình lại chuyển sang đua diều. Còn mọi khi không có gió mấy thì mình này làm về món ăn cho tất cả các bạn xem nhá. Ok. Cái này mấy hôm nữa mình sẽ làm một bộ mòng siêu to khổng lồ để cưỡi vào cái liều này. Để xem là chiếc diều này của mình cưỡi một bộ mòng siêu to lên xem nó sẽ như thế nào. Ok. Chắc quá bạn ạ, thề các bạn luôn. Nếu mà mình mà gắn gâu lên, gâu lên chiếc diều này đảm bảo đậu đúng như chim luôn. Mà chim là gì có đậu. Chim nó chỉ có bay lượn mới đậu đâu. Thả hết dây rồi nha các bạn nhá. Quá nặng luôn các bạn ơi. Giờ vướng hai cành dừa này không biết có thể gì không. Nhìn chú kéo cành dừa nhá. Kéo qua cành dừa mình kéo không. Kéo thử xem nhớ sức khỏe như nào. Kéo chắc tay vào, gồng tay, bám tay vào như vậy là ai đấy. Không biết là Canaman của mình có kéo được không. Kéo được không? Cái này mà gió mà to lớn lên, ối trời ơi. Chắc không? Nặng lắm. Nặng lắm. Cầm cầm để chú cầm được. Ôi ôi. Má ơi luôn. Thả diều mà chảy hết mồ hôi các bạn thấy không? Đấy. Sợ. Chảy hết cả mồ hôi rồi. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Tối về thư giãn bằng chỉ có việc cách thả diều thôi. Hôm nay thì mình sẽ chơi lớn, thả hết sạch sâu dây. Ôi đau quá. Ôi ôi. Kinh khủng. Không biết là mình có nên thả hết xô dây không? Cho mọi người xem xô dây này. Xoay bên trong vẫn còn khá nhiều nha. Diều của mình khi mà gió nhỏ thì nó lại đánh sang bên tay phải. Còn gió to thì này đánh sang bên tay trái. Chả biết tại sao nữa. Gió vừa vừa thì nó sẽ bay đều hơn. Ui, nóng quá bạn ạ. Bố mình về rồi. Bố bạn bay một chim về. Nếu cái này mà gặp phải cơn gió bão thì ối rồi. Chỉ có cọc vào cây dừa thôi, xem nó có lôi được cây dừa đi không. Đứng diều quân rồi. Mình sẽ thả hết xô dây nha. Tiêu 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 tiêu. Suýt chết. Ok. Hết xô dây các bạn nhá. Tầm này lên quá cao luôn. Tầm này lên có phải gọi là đỉnh điểm luôn các bạn. Không, nhưng mà tính thì nhìn nó cũng không cao mấy. Nó chỉ dài dây thôi ấy. Ôi ôi, chết rồi, giờ xoay vòng rồi, xoay vòng à. Đừng bảo xoay vòng nhá. Ôi. Ui. Ui. Vướng chân gà rồi. Vướng chân gà mình rồi các bạn ơi. Toang rồi. Giờ kéo kiểu gì đây? À thôi.
chơi nhiều, thả dài dây quá. Giờ kéo dây vào thôi, mệt quá rồi. Khẳng định các bạn chiếc diều này nặng hơn những chiếc diều xá khác rồi. Em ơi, kéo thử không? Phê á? Phê. Ba phê luôn. Ngu dốt. Đu đánh đu đi, đánh đu đi. Đánh đu đi, đánh đu đi. Người này không đi được to, anh được. Kéo không? Gió to quá, thôi mình sẽ kéo xuống với các bạn nhé. Vất vả hơn cả ăn, chảy mồ hôi rồi. Không biết là kéo xuống được không. Các bạn ơi, các bạn nhìn mồ hôi của tôi này. Tôi nhanh chảy mồ hôi quá. Đừng, không kéo đâu. Ôi ôi các bạn ơi, mệt quá bạn ạ. Rồi. Nặng quá bạn ơi, không biết kéo được nữa không đây. Ôi dồi ôi. Hết hơi rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi. Quân ơi, kéo đi hộ anh ơi. Kéo hộ anh. Kéo đi. Kéo nhá. Kéo được không? Kéo đi. What the hell? Không. Úi dồi ôi. Chết tôi rồi các bạn ơi, giờ không biết kéo xuống kiểu gì đây. Úi dồi ôi. Cọc vào cây giữ sức kéo tiếp. Oh my god. Oh my god luôn. Oh. Ôi trời ơi. Thế đấy. Cho mày làm gì thì làm. Giờ để vậy thôi bạn ạ, không thể làm gì được nữa. Cho bạn xem tay này. Kinh khủng. Tay của mình nhá. Này, toàn kéo diều không mà nột hết cả da này. Đấy các bạn ạ, đua diều cũng có một cái khổ như là kéo, thả thì bao phê, nhưng mà kéo thì ối rồi ôi. Lúc thả dây hết mình, mà lúc kéo diều xuống thì hết hồn. Giờ nâng dây kéo xuống rồi. Thả quá dài. Kéo dịch ra rồi kéo.
bạn ơi, mệt quá, giờ không biết kéo những điều gì đây. Ôi, chưa bao giờ tôi kéo điều mệt như thế này các bạn ạ. Giữ dây vậy cho chú được. Cứ giữ chặt vào nhá. Mệt quá bạn ạ. Không biết là có liệu có kéo xuống được không. Ôi các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ kéo xuống thôi các bạn nhá. Mệt quá. Trời ạ, chưa bao giờ kéo điều mà mệt như thế này luôn. Thể ướt hết cả áo này, các bạn nhìn này. Sao mình ướt áo không? Cũng ướt nhưng mà kiểu ẩm ẩm ấy. Trời ạ, kéo mà mồ hôi tã tời luôn ấy. Tí kéo điều xong mình sẽ tắm các bạn nhá. Nhìn kìa, này rất là cao luôn. Mà giờ không biết kéo xuống kiểu gì nữa cơ. Thật là khó chịu mà. Đấy các bạn ạ, các bạn đừng tưởng đua liều sướng, nhưng mà có cái khổ, kéo xuống khổ lắm bạn ạ. Thôi có lẽ là mình sẽ kết thúc video này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy ủng hộ mình cách nhấn like, subscribe, chia sẻ để ủng hộ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.